Có một quán cà phê chỉ hoạt động từ 12 giờ đêm cho đến lúc mặt trời ló dạng. Không có thực đơn, chủ quán sẽ chọn món phục vụ cho khách hàng. Anh ấy có năng lực kỳ diệu, có thể tạo ra hương vị tuyệt vời cho bất kỳ thức uống nào. Một quán cà phê với bầu không khí ấm cúng nhưng độc đáo. Tôi nhìn thấy quảng cáo tuyển nhân viên làm thêm nên đã tìm đến đây. Nếu muốn làm việc ở đây thì phải nhanh nhạy và làm việc đàng hoàng. Trông có vẻ chẳng dễ dàng gì. Liệu tôi có thể làm tốt không? Bộ phim Cà phê Midnight tập 1. Cậu có thể đi làm từ ngày mai. Dạ. Không phải cậu đến để làm thêm sao? Xin lỗi, nhưng tôi không chắc là mình có thể thức đêm. Chị Mina? Hả? Chị Mina là người bạn gái mà tôi mong ước. Chị ấy là đàn chị ở trường tôi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Thực ra anh đã thích người khác rồi. Anh không thể nghĩ lại được sao? Chắc là do anh đang trong giai đoạn khó khăn thôi. Hình như cô gái kia đang cố níu kéo. Anh chàng đó đẹp trai quá. Chắc cậu ta cũng biết điều phải không? Anh nói gì vậy? Ai nhìn vào cũng thấy tiếc cho cô gái hết. À phải, tổng tiền có đúng không? Sao ít quá vậy? Sau 12 giờ đêm sẽ bị vứt hết, nên anh cứ lấy đi. Cậu, tôi cứ nghĩ cậu là người kỳ lạ, nhưng hóa ra lại tốt thật đó. Nếu cậu cần công việc khác thì thử cái này đi. Thôi nào, đừng có ngại. Không phải ai tôi cũng đưa cho đâu. Phải giữ cho kỹ đó. Cảm ơn quý khách. Uống nhiều mà không ăn gì sẽ đau dạ dày đó. Đừng có nhiều chuyện, tính tiền đi. Chị uống cùng với món này đi. Cậu muốn tôi ăn thứ sắp vứt đi à? Chị rất đau khổ phải không? Chị cứ để hắn đi đi. Thay vào đó, chị ở bên em được không? Nè, cậu xem tôi là trò đùa à? Dạ. Nhìn thấy tôi bị đá rồi bi luyện như vậy nên cậu nghĩ tôi dễ dãi à? Không phải vậy, vì em thấy chị không... Em nên nói sao đây? Nè, cậu đã đợi giây phút này suốt 3 năm đúng không? Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận khi đang đau khổ vậy à? Em đã cố gắng suốt thời gian qua mà vẫn chưa đủ sao? Chị không thể hẹn hò với em được à? Cậu đúng là rác rưởi.
Chị ấy nói mình rác rưởi. Cậu làm gì ở đó? Ai cho phép cậu uống rượu trong giờ làm việc? Tôi là đồ rác rưởi uống rượu trong giờ làm việc, cho nên đã bị đuổi việc. Chị Mina. Cậu làm vậy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát nói cậu theo dõi tôi đó. Mình đúng là đồ rác rưởi mà. Dù có là rác rưởi đi nữa thì tôi cũng phải tìm việc làm, nhưng lại chẳng có chỗ nào phù hợp. Nếu cậu cần công việc khác thì thử cái này đi. Một ngày là 100.000 won, đến thử xem. GPS bị hư rồi, y hệt như cuộc đời mình vậy. Giờ thứ duy nhất tôi có thể tin là bản đồ này khá là chi tiết. Dù em đã nói đến vậy mà anh vẫn nhất định phải đi à? Việc này vẫn chưa xảy ra mà. Anh không thể không đi được. Anh không tin những gì em nói sao? Anh tin. Dù anh có phải chết, như lời em nói. Chuyện gì vậy? Thì anh cũng phải đi. Chúc quý khách buổi tối tốt lành. Cậu có thể đi làm từ ngày mai.
Dạ. Không phải cậu đến để làm thêm sao? Xin lỗi, nhưng tôi không chắc là mình có thể thức đêm. Chị Mina. Hả? Cái này không phải đồ giả. Chị Mina cứ như không biết mình vậy. Chắc chị ấy giận lắm. Mình phải làm gì mới được đây? Không phải ai cũng nhận được lời mời này đâu. Nếu cậu rời đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Công việc tôi sẽ làm. Cuộc sống là thời điểm, dù có là gì thì nó cũng vô cùng quan trọng. Vấn đề ở đây là bạn không bao giờ biết chính xác thời điểm đúng là khi nào. Không phải nên rót ra sao? Đừng vội vàng. Cậu phải kiên nhẫn chờ đến đúng thời điểm. Nè, cậu xem tôi là trò đùa à? Cậu đã đợi giây phút này suốt 3 năm đúng không? Đến khi nào chứ? Bây giờ cậu không được vội vàng quá. Em đã cố gắng suốt thời gian qua mà vẫn chưa đủ sao? Nếu muộn thì sao? Sẽ không ngon nữa. Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội để pha cà phê. Nếu quá muộn, cà phê sẽ hư, không thể cứu vãn được. Chị không thể hẹn hò với em được à? Với những khách uống cà phê, có những thời điểm cuộc đời họ giống như tách cà phê hư vậy. Cậu đúng là rác rưởi. Vậy em cần làm gì? Đừng làm hỏng nó. Đây. Sao chị ấy lại trở nên dễ thương như vậy chứ? Nhìn thật đáng yêu. Chị thật sự không nhớ em à? Em là Ha Jae-yong đây. Cậu là ai? Là Ha Jae-yong. Chị ở Kim Hae đúng không? Em biết mà, em biết tại sao chị lại phớt lờ em rồi. Nhưng lúc đó em có hơi say. Cậu cứ như vậy là tôi báo cảnh sát đó. Tôi nhìn cũng thấy rất giống. Cô giống với cô gái mà cậu này thích. Nghĩa là cô rất xinh đẹp. Không phải cô ấy đâu. Xin lỗi khách hàng đi. Mau lên. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Đây là bánh được phục vụ hôm nay. Mời cô dùng thử. Chúc quý khách buổi tối tốt lành. Chúc quý khách buổi tối tốt lành. Thích báo cảnh sát giống chị ấy thật đó. Chị ấy giống y như người quen của em. Khuôn mặt, giọng nói, cả dáng đi, tất cả mọi thứ luôn. Chờ đúng thời điểm không phải là việc dễ dàng gì. Không được quá sớm. Quá muộn cũng không được. Đúng là có thật nè. Vậy mà mình cứ tưởng nói dối. Xin chào quý khách. Cô có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào mình thích. Ôi trời, thì ra là như vậy. Nhìn anh cũng không tệ đó. Cảm ơn quý khách. Xin chào quý khách, đây là lần đầu cô đến. Lẽ ra anh nên mặc như vậy khi chúng ta còn bên nhau. Dạ, không có gì đâu. Chúng tôi không có thực đơn, tôi biết. Quý khách đã từng đến đây rồi. Không phải, lần đầu đó. Lần đầu tôi đến đây. Nhưng tôi đã nghe kể về nơi này. Các anh sẽ tự chọn món phục vụ cho tôi. Cô biết rõ thật đó.
Cậu nói nhiều thật. Dạ. Mau pha cà phê như tôi đã dạy đi. Sao? Nhưng em chỉ mới làm có một lần mà. Bây giờ cũng không tệ. Chúc quý khách chúc anh buổi tối tốt lành. Chúc quý khách buổi tối tốt lành. Đúng là cô gái kỳ lạ. Chị Mina cũng kỳ lạ. Chị Mina, à không, vị khách kia thường đến đây không? Là khách quen rồi. Chị ấy đến đây học cả đêm à? Cô ấy mở sách để cả đêm. Chị ấy học gì vậy? Chẳng lẽ ôn thi công chức? Trường đại học Kyung-sung, tòa nhà 12. Hachiyong à? Đúng rồi. Bình thường nhìn cậu lúc nào cũng ủ rũ hết mà. À, chào chị. Nhưng mà chị là ai vậy? Cậu không biết tôi à? À, chúng ta đã gặp nhau ở buổi chào đón tân sinh viên phải không? Cậu là tân sinh viên à? Dạ. Cậu học chuyên ngành nhiếp ảnh sao? Sao lại đứng trước cửa khoa nhiếp ảnh vậy? Em có tiếc tìm hiểu về nhiếp ảnh. Đây là môn đại cương mà sao cậu lại đến khoa nhiếp ảnh chứ? Cậu mà cứ chậm chạp như vậy là bị trễ tiết đó. Đi thôi. Đi đâu ạ? Đến lớp chứ đâu. Chị Mina. À không. Thưa quý khách. Ai vậy? Chị ấy nên ngủ ở nhà mới đúng. Mỗi người đều có chuyện của mình hết mà. Dạ xin lỗi, tiệm đã đóng cửa rồi. Tôi đã đến trễ rồi hả? Tôi sẽ đến sau vậy. Ba. Bà đã bỏ đi khi tôi còn học trung học. Chết tiệt. Tôi đã hận ông ấy rất lâu và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ đến ông ấy. Xin chào. Thất vọng vì không phải người anh đợi sao? Không phải. Gì mà không phải? Đúng vậy con gì? Cô quen tôi à? Sao cứ nói chuyện trống không với tôi vậy? Em biết anh rất rõ mà. Hachiyong, mặc dù nhìn anh bình thường hơn em tưởng tượng. Vậy cô là ai? Bạn gái của anh đó. Chính xác hơn thì là bạn gái cũ. Chúng ta đã hẹn hò 3 năm trước khi chia tay mà.
Em đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của mình cho anh. Hình như cô nhầm rồi, tôi không phải người như vậy. Tôi chưa bao giờ chia tay với ai hết. Tôi chưa từng có bạn gái thì có ai để chia tay chứ. Vậy cho nên không phải là tôi chưa từng tìm hiểu ai, nhưng chia tay như vậy thì... đâu có nghĩa là tương lai không như vậy. Phải chờ đến đúng thời điểm, không thể vội vàng được, cũng không thể quá muộn. Xin chào. Dạ, đây là quán cà phê. Ngày xưa có một loại cà phê được gọi là cà phê au lait. Lait trong tiếng Pháp có nghĩa là sữa. Ngày nay nó được gọi là cà phê latte. Latte trong tiếng Ý nghĩa là sữa. Cà phê au lait và cà phê latte khác nhau ở chỗ. Một là tiếng Pháp, còn kia là tiếng Ý. Nhưng chỉ còn những người lớn tuổi mới dùng tên cà phê au lait thôi. Hôm nay là cà phê sữa sao? Dạ, đúng vậy. Đúng là cà phê sữa. Cà phê rất thơm. Chúc quý khách buổi tối tốt lành. Cà phê sữa, cà phê au lait, cà phê latte khác nhau chỗ nào vậy? Cơ bản thì giống nhau ở chỗ đều là thêm sữa vào cà phê hết. Tôi có thể mượn điện thoại dùng được không? Điện thoại. Xin chào. Chuyển máy cho anh Park Dong Hoon giúp tôi. Cái điện thoại đó dùng được à? Xin chào. Xin hỏi đó là ở đâu? Dạ, đây là quán cà phê. Có một cô gái trẻ cài trăm hoa trên áo ở đó phải không? Dạ, là cô gái cài trăm hoa trà đúng không? Đúng vậy. Cô ấy có ở đó không? Vì cuộc chiến không được suôn sẻ lắm nên anh ấy đã được cử đi tiền tuyến. Nói vậy nghĩa là gì chứ? Em cá là cô gái anh thích cũng nghĩ giống vậy khi nhìn thấy anh đó. Kiểu sao tự nhiên tên điên này lại nói chuyện với mình? Người đột nhiên tự nhận là bạn gái của người khác thì không có tư cách nói câu đó đâu. Chuyện đó còn chưa biết được đâu. Đúng là em cũng chẳng tin chuyện này chút nào cho đến khi tự mình chứng kiến. Hôm qua, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đại úy Park Dong Hoon. Thật vậy sao? Anh ấy đã nói gì vậy? Anh ấy có để lại số liên lạc không? Dạ không có, tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này sao nữa. Nhưng anh ấy có nhờ tôi chuyển cho cô vài lời. Vì cuộc chiến không được suôn sẻ lắm, nên anh ấy đã được cử đi tiền tuyến. Anh ấy nói cô không cần phải chờ nữa và không thể nói nhiều, vì đang phải chuẩn bị cho một chiến dịch quan trọng. Có thể một thời gian nữa anh ấy sẽ không liên lạc được, nhưng anh ấy nhất định sẽ quay trở lại. Tôi cũng không hiểu lắm về những lời này, nghe có vẻ hơi hoang đường. Ước gì trận chiến đáng ghét này sẽ kết thúc sớm. Cảm ơn cậu đã chuyển lời cho tôi. Trận chiến nghĩa là gì vậy chứ? Chúng ta đã đến được mặt trăng. Olympic 1988 tổ chức tại Seoul. Xuất hiện ba ứng viên chung kết World Cup 2026 đầu tiên Mỹ, Canada, Mexico.
Xin lỗi, năm nay là năm bao nhiêu vậy? Năm nay à? 1995. Năm 1995 sao? Năm 1971, năm 1989. Năm nay là 2023. Liệu anh có biết số độc đắc nào năm 2019? Hả? Có chuyện gì vậy chứ? Các vị khách hình như không được bình thường thì phải. Họ đều rất bình thường. Vậy bây giờ là năm bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ tôi đã gặp time slip sao? Việc tính thời gian chẳng có ý nghĩa gì ở đây hết. Nơi cậu đang ở bây giờ mới chính là hiện tại. Năm 2015, tôi đã rất khó khăn khi phải thi lại. Có lẽ đó là giai đoạn đau khổ nhất cuộc đời tôi. Tôi không thích ở nhà vì ba mẹ cãi nhau suốt ngày, học hành cũng không tốt. Nên cả ngày tôi cũng ở bên ngoài, không tắm rửa cũng không làm đẹp. Học xong ở trung tâm, thay vì về nhà, thì tôi lại đến quán cà phê ôm sách tham khảo mà ngủ. Lúc đó tôi thực sự không muốn về nhà một chút nào. Ông chủ ơi! Sao cậu lại không uống? Em thực sự không biết uống. Chẳng vui chút nào hết. Tôi đã bắt đầu uống từ khi ôn thi lại đó. Không muốn về nhà, không có gì để làm, nhưng lại không muốn học chút nào. Uống một lon bia ở cửa hàng tiện lợi là điều tuyệt nhất lúc đó. Cho nên trước đây tôi rất mập và xấu xí lắm. Nếu cậu mà gặp tôi lúc đó chắc chắn cũng sẽ thấy vậy. Ngày đó tôi chỉ muốn được an ủi thôi. Cậu đã làm rất tốt. Mọi chuyện đều rất ổn. Cậu là người tốt bụng và rất xinh đẹp. Chỉ cần như vậy. Nhưng không ai nói với tôi hết. Ôi trời, mấy tên ồn ào này để tôi báo cảnh sát. Cậu tốt bụng thật. Có thể kiên nhẫn ngồi nghe mấy câu chuyện nhàm chán của tôi. Không có đâu. Được khen như vậy thích lắm đúng không? Không ai hay khen như vậy đâu. Cậu phải cảm ơn tôi đó. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Hiểu gì? Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không quan tâm. Cô có nói trước thì cũng không làm tôi yêu cô hơn nữa đâu. Anh không hiểu gì rồi. Anh có biết việc ám chỉ quan trọng đến mức nào không? Bắt đầu từ những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí, hình ảnh của những thứ có thể sẽ xảy ra. Mẫu người lý tưởng của tôi là cô gái nữ tính và điềm đạm. Còn cô thì... Mình sẽ hẹn hò với cô gái này thôi à? Chắc là cũng ngon đó. Dù sao thì vị của latte cũng là vị sữa mà. Anh nhìn em nè. Hình dung ra được không? Cảnh chúng ta hẹn hò đó. Chúng ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau còn hôn nhau nữa. Đây được xem là hành vi quấy rối, sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Anh thấy khó chịu khi nắm tay và hôn em à? Bắt đầu từ những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí. Chị Mina lúc 20 tuổi ngồi ở kia, không hề biết tôi đã theo đuổi làm phiền chị ấy trong suốt 3 năm, hay chuyện tỏ tình vụn về, rồi trở thành kẻ thất bại thảm hại. Không biết chừng đây chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho tôi.